chào các bạn. Cái đoạn video vừa rồi các bạn nhìn thấy đó là cái cách mình sử dụng triplet 3 nốt. Nốt này. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái đó ha. Đầu tiên là mình sẽ mở cái rhythm lúc nãy lên, mình mở xong mình đếm nhịp. Ok. Các bạn nghe là nó sẽ nhịp nè. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 hợp âm phan thăng mi trưởng hợp tạm thời vậy ha, đi thứ kế rê phan thăng mi. Rồi mình sẽ sử dụng phát số 2 trước nè. 1 2 kế ba. Giờ mình sẽ sử dụng thêm phát số 3. Ok. 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 Ok. Các bạn nghe là mình đang sử dụng ở phát số 2 và phát số 3. Cái cách sử dụng của cái triplet này, nó có chu kỳ. Có nghĩa là thí dụ như bốn hợp âm đó, mình sẽ sử dụng là một là mình sẽ lấy hợp âm thứ hai và hợp âm thứ tư. Hoặc là mình chỉ cứ lấy hợp âm thứ tư thôi, hợp âm cuối thôi, để cho nó đi qua một cái chu kỳ khác, một cái vòng hợp âm khác. Nó sẽ chẳng nhịp. Chứ mình không có bạ đâu quýnh đó, không phải là vô ngay cái chỗ hợp âm đầu tiên cũng sử dụng hợp âm 2, hợp âm 3, hợp âm 4 gì cũng sử dụng, nó không phải vậy. Nó sẽ tạo ra cái thừa, cái âm thanh thừa đó, nó nhiều nốt nó sẽ trở nên ồn hơn. Mình sử dụng đúng chỗ, có nghĩa là lấy ngay cái hợp âm cuối cùng của bốn hợp âm đó, hoặc là lấy hợp âm thứ hai và hợp âm thứ tư để làm cho cái điểm nhấn. Sau khi mình đã tập nhuyễn ở những chỗ phát số 2, phát số 3, thậm chí phát số 1, phát số 4 gì cũng được. Nếu như nó đã nhuyễn rồi thì mình bắt đầu sẽ sử dụng cái rhythm của mình. Thì đó ở đó bắt buộc bạn phải strumming tốt. Ok, phải strumming tốt, phải sử dụng những cái ghost note, cái tip là tốt, phải sử dụng những cái kỹ thuật như thí dụ như là slide hay là hammer, nó sẽ sử dụng ăn như những cái scale pentatonic đó. Nhưng mà nó sẽ sử dụng những cái nốt bè ha. Những nốt này. Ok, bây giờ mình sẽ thử nha. Ok, thử nha. Ok, sau khi như vậy là ổn rồi đó ha, cố gắng.